Hello, xin chào các bạn. Và sao nhỉ? Tôi lại tiếp tục với cái video này về vòng vòng lặp for each nhé. Sorry. Tôi làm với video về for each nhé. Và tôi ấn vào đây là PHP. Và tôi ấn đây là for each. Được rồi, trước khi mà nói về cái vòng này như thế nào thì có lẽ tôi phải định nghĩa một cái mảng. For each là thường thường nó làm việc cái mảng nhé. Và cái mảng đô la M bằng gì? Đầu tiên chúng ta sẽ xuất phát từ một cái mảng array nhé, một cái mảng đơn giản. Array cái gì đấy? Tôi bị sao đấy. Một cái mảng đơn giản, ví dụ 1,7,99,3. Như này là một cái mảng gồm các cái số nguyên, đúng không? 4 phần tử. Và cái for each thì bao giờ nó cũng dùng với mảng, thì đô la mảng của mình đây là variable, mình phải thay bằng m, đúng không? Với mỗi phần tử của cái mảng m này mà chúng ta coi nó như là một cái gì? Ví dụ ta gọi là một số chẳng hạn. Thì có nghĩa là các bạn hình dung ra đây là một số này, đây là một số này, đây là một số. Thì ta chỉ việc echo thôi. Echo cái gì? Đô la số nhá. Và để vào các bạn muốn nó xuống dòng thì các bạn có thể là gì? Nó hình như là mất điện à. Chưa là mất điện à. Không phải mất điện, thế sao cái máy của tôi nó bị im sen. À, chắc là con mèo. Và chúng ta tiếp tục nhé. Đúng rồi, như này chúng ta tiếp tục thôi. Và chúng ta echo và muốn nó xuống dòng thì chúng ta chấm br nhé. Chấm đây. Br. Và chúng ta thử chạy xem sao. Tôi cứ làm ngoan cái gì nhỉ. Sorry. Local host này. Và tôi sẽ refresh đây và ngoài đây. Chúng ta refresh cái này. Vì chúng ta một brr. Tôi có cái gì sai rồi. Brr phải có như này chứ nhá. Và chúng ta chạy lại này. Chúng ta thấy là 1,7,99,3. Như vậy chúng ta thấy là một cái điều đầu tiên chúng ta phải nghĩ tới là vòng lặp cái mảng for each này thì nó trông nó cú pháp nó đơn giản hơn nhỉ, chúng ta hơn là dùng cái vòng for nhỉ. Tức là nó sẽ dùng với mảng mỗi phần tử của cái mảng M này mình coi nó là một con số thì mình chỉ việc in nó ra thôi, được không? Thế bây giờ tôi sẽ vẫn cái vòng đó for each này, nhưng mà vẫn cái mảng này mà tôi dùng với vòng for thì tôi sẽ phải như là chúng ta đã học lần trước thì chúng ta sẽ cũng có thể in được với vòng for, nhưng mà trông nó sẽ dối hơn, đúng không? For thì chúng ta sẽ dùng với chạy từ không này. Chúng ta có thể để đây là count. Count là đếm số phần tử của đô la M, đúng không? Và đô la cộng chạy từ không và là nhỏ, tức là nhỏ hơn count. Và chúng ta cũng in được các cái gì? Và chúng ta cũng có thể echo. Và chúng ta nói là gì? Đô la M của đô la Y. Thì hoàn toàn nó cũng, và nếu mà chúng ta muốn chấm br ở đây thì chúng ta cũng br ở đây, đúng không? Để cho nó xuống dòng thì chúng ta cũng có thể dùng vòng for như thế này. Và chúng ta cùng chạy nhé. Thì nó vẫn in ra được như thế này. Nhưng mà nếu mà các bạn nhìn thấy so sánh hai cái đoạn code này thì các bạn thấy đoạn này dùng nó có vẻ simple hơn và nó sáng sủa hơn nhỉ? Đoạn này trông có vẻ rối rắm hơn. Thì đối với mảng thì chúng ta có thêm cái mảng gọi là for each này nhá. Thì hôm trước thì chúng ta dùng vòng for thì chúng ta dùng như thế này cũng được rồi.
Và dùng với mảng thì tôi nghĩ là các bạn nên dùng foil, bởi vì trông nó sáng sủa hơn, code nó sáng sủa, nó đơn giản hơn, simple hơn, dễ dùng hơn. Và bây giờ tôi lại thay một cái mảng, cái mảng này tôi khóa lại và tôi đặt một cái mảng gọi là associative array $M nhé, bằng gì, array ví dụ tên này thì bằng nam chẳng hạn, hay là gì đó nam, vậy tôi thì bằng 21 chẳng hạn, 23 như này nhé. Đây là một cái bản cái loại mảng này chúng ta biết rồi, nó gọi là mảng kết hợp đấy nhà, nó gồm các cái chỉ số, không phải là những con số mà nó là chỉ số, là những cái string. Thì lúc này thì ta sẽ hay coi mỗi cái phần tử của mảng M này là một cái cặp key nhà cho đến value thì hay hơn. Hoặc là nếu mà chúng ta thích viết tiếng Việt thì chúng ta có thể gọi là khóa và cho đến cho đến giá trị, đô la giá trị, đúng không ạ? Vì lúc nếu mà chúng ta muốn muốn in cái khóa thì chúng ta chỉ việc in, muốn in tên và tuổi thì chúng ta chỉ việc là ký khóa đây. Các bạn hình dung, nếu mà muốn in ra chữ tên với là năm này thì chúng ta in này, còn nếu mà muốn in ra chữ nam và chữ tuổi này là giá trị thì chúng ta chỉ việc in giá trị thôi đây. Hoặc chúng ta cũng có thể công tôn c, công tôn v vào đây, và đây là giá trị. Hoặc đơn giản nhất là chúng ta làm từng bước một cho nó sáng sủa dễ dàng, công tôn s và refresh pen thì chúng ta có tên tuổi. Còn thay vì giá trị thì chúng ta in giá trị nhá. Đây chúng ta gọi in giá trị đây, công tôn v. Rồi các bạn sao? Pen thì chúng ta in ra nam và 23. Còn chúng ta muốn in cả, nó là cả tên và cả giá trị, cả từ khóa và giá trị, thì chúng ta cũng có thể là gì, echo đô la khóa chấm cái gì đấy, nhà chấm chấm nữa đi, đúng không? Chúng ta cho cái này cho tới, và ở đây chúng ta cũng có thể chấm nữa đi, và chúng ta cũng có thể chấm công tuần C, đúng không ạ? Hy vọng là nó không có gì sai, đúng không? Chúng ta sẽ chạy bang bang, tên là nam, tuổi là 23, đúng không? Còn nếu mà chữ, những cái chữ này là đây này là minh, nhưng mà viết hoa đi cho nó nhìn cho dễ hiểu. Bang, chúng ta thấy là tên là Minh và tuổi là 23, đúng không? Và bây giờ chúng ta muốn một cái mảng hai chiều nhé. Đây cái mảng này đơn giản rồi, thì chúng ta có thể xây dựng một cái mảng, thì chúng ta hai chiều thì chúng ta chỉ việc đây, ví dụ đây chúng ta sẽ cho là không này, đây là một người, một bản ghi là một cá thể này, công chuẩn sĩ, công chuẩn vị, và người số 1 và người số 2, người số 0 và người số 1, đúng không? Tên là Tiến chẳng hạn, tên là Tiến, tuổi 19 chẳng hạn, được không? Hay là 24 chẳng hạn, công tôn s. Thì chúng ta nên nên in như thế nào? Nếu mà chúng ta vẫn để nguyên như này thì chúng ta chạy nhé. Key value thì chúng ta nhìn này. Phang 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 phang. Nó có chạy không? Online 8, online 8. Đấy các bạn thấy không? Thì lúc nào chúng ta thấy nếu mà chạy như thế lại sai. Bây giờ bởi vì cái mảng này nó lại gồm hai phần tử, tức là phần tử này nó là một cái array và phần tử thứ hai này là một cái array, thì tốt nhất là chúng ta coi coi nó như là mỗi cái M này như là một cái người chẳng hạn, person hay là người đi, đúng không?
Một người này thì ở trong này người này nó lại có nếu mà coi như mỗi cái mảng không này là một người, đây là một người, thì trong người này thì nó lại là một người, là nó là một cái mảng này, người thứ nhất là cái mảng này, đúng không? Bạn thấy không? Thế thì muốn in ra thì chúng ta lại nên dùng như thế này nhé. Tôi lại xóa đi và cho nó đỡ. Đồ là người, đúng không? Đồ là người. Và bởi vì nó là cái mảng và nó có khóa của nó, người tên này ạ. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ in ra là Minh và Tiến, đúng không? Bởi vì nó coi mỗi phần tử của mảng, phần tử không là một một người này, phần tử em từ một là một người, thì chúng ta sẽ người tên và người, tất nhiên là chấm br vào nhé. Bây giờ chúng ta cứ chạy đã, Minh và Tiến, đúng không? Còn nếu mà chúng ta chấm br vào bình thường thì chấm và các bạn sẽ thấy gì? Minh và Tiến, đúng không? Chúng ta cũng có thể thế thôi, cũng rồi rồi chúng ta có thể gì tuổi nữa, không tuấn si, không tuấn vi, không không phải là tên mà tuổi chẳng hạn nhé. Thì chúng ta sẽ thấy gì nhỉ? Minh Tiến và tên Minh 23 tuổi. Và nếu các bạn muốn mỗi người rạch vạch đi một cái thì chúng ta có thể cái hờ hoa và các bạn sẽ nhìn thấy nhé, phen phen, tức là chúng ta có 2 người. Nếu mà chúng ta có 100 người thì chúng ta cũng in hết ra tên rồi tuổi, tên là tuổi, tên là tuổi, được không? Và tôi hy vọng rằng qua cái phần trình bày này các bạn sẽ biết cách dùng cái hàm for each như thế nào. À, thứ hỏi không phải hàm mà là cái dùng cái phòng vòng lặp for each như thế nào. Ok, các bạn thấy nó có dễ không ạ? Tôi nghĩ là nó khá là dễ dàng thôi, đúng không? Chúng ta đầu tiên chúng ta làm việc với mảng đơn giản. Tóm lại là for each thì dùng để làm việc với mảng nhé. Dùng với mảng đơn giản này, sau chúng ta cho nó phức tạp hơn này, sau chúng ta lại cho nó thành mảng 2 chiều là mảng phức tạp nhất. Và tôi nghĩ cái mảng này là cái mảng quan trọng, bởi vì chúng ta nó rất giống với các cái bản ghi ở trong cơ sở dữ liệu. Ok.